Vâng, xin chào bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu Touring FCR 3300, một mẫu Touring khá là cơ bản. Đây là một mẫu rất là bán chạy bên em, dòng FCR đầu model 3. Vâng, hôm nay về với xe màu công màu trắng, dòng chữ Giang, màu xanh trên khung xe rất là nổi bật. Đây là một mẫu đinh Touring khá là cơ bản, rất là bán chạy bên em, về dòng thương hiệu Gian. Giúp các bác đi tập thể thao đường gần hoặc đi những chuyến du lịch dã ngoại phượt thì đây một mẫu mẫu xe lý tưởng về cho các bác. Vâng, đây xin mời anh hãy cùng đẩy trước chiếc xe. Vâng, và những cái video lần trước thì em đánh giá rất là cao về cái mẫu Touring này, về dòng FCR 3300 thì xe được trang bị với khung nhôm hợp kim aluminum, vẫn hợp kim nhôm siêu nhẹ của dòng thương hiệu độc quyền của Gian. Và đời xe FCR 3300 này trở lên là nó được chạy từ bộ rim xuống rất là cao cấp không nhá, rim trường chạy đi theo khâu khung xe. Tổng thể xe đánh giá tầm 90% xe rất là mới. Và trong những cái video lần trước em đánh giá rất cao về cái dòng Touring FCR 3300 này rồi. Rất nhiều cái đánh giá mà được các bác ưa thích và lựa chọn dòng Touring. Giá thành, từ giá thành đến chất lượng của xe rất là tốt. Đây, khung mình xe nhìn đây, lớp sơn còn rất là đẹp với cái tông màu trắng chủ đạo của xe. Và dòng chữ Gian màu xanh trên khung xe rất nổi bật. Và đời lành chạy với bộ rơm sườn, cổ phốt ghi đông của chính hãng của Gian nguyên bản theo xe, cổ phốt ghi đông nhôm chính hãng nguyên bản theo xe. Tay lắm cao su đúc dạng bè giúp các bác để tay lắm giúp thoải mái và tốt hơn, của chính hãng Turbo, một thương hiệu chuyên sản xuất những cái dòng tay lắm cao cấp. Xe được trang bị với bên tay trái em trang bị 8 tầng lip chính hãng của Shimano, phanh dầu thủy lực Techo, bên phải em trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano và cụm phanh sau cũng là cụm phanh dầu thủy lực. Đây, cổ phốt ghi đông chính hãng của nhôm aluminum 6061, càng cũng là rất là mới nhá bác nhá. Qua quá trình sử dụng nó đâm ra nó hơi một vết xước nhỏ trên cái càng xe bên bên cạnh đây, nên tổng thể xe hoàn hảo, xe cả Mayer chính hãng của Gian. Mayer nó cũng còn rất là đẹp. Đây là vết bụi của xe, em về em chưa thấy ăn lau chùi đâu. Đấy, nguyên bản theo xe. Vành đổ thì trong những video trước em đã giới thiệu qua, đây là vành đổ hay được gọi là vành nhôm. Vành nhôm đổ chuyên dành cho những dòng xe rốt và cuộc cao cấp, những dòng xe Touring chạy với tốc độ rất là cao, giúp ổn định của xe. Đây là vành của nó đây, vành đĩa, vành đổ đây. Kích thước lốp là 700x28C, nguyên bản theo xe với cái tông màu đen. Xe mới về nên mà em chưa thấy ăn lau chùi. Đây là QR code chính hãng của xe, cọc yên chính hãng của Gian, yên là yên Gian nguyên bản theo xe, yên còn rất là mới. Xe lần này em về có thông số là size M các nhá. Gạt đĩa Shimano Touring. Đùi đĩa còn rất là mới. Củ đề Shimano Touring TX trang bị với 8 tầng lip đen chính hãng của Shimano. Cái miếng chắn nhựa bên trong của lip còn rất là mới đây thì sẽ rất ít sử dụng. Đấy, bác nhìn rõ. Mayer sau chính hãng của Mayer của Gian. Mayer sau còn chính hãng của Gian, kèm theo cặp vành Mayer trước và sau đều của chính hãng Gian. Vành đĩa cũng đằng sau cũng là vành đĩa chính hãng luôn, theo xe. Kích thước lốp đằng sau là kích thước lốp 700x28C. Xe về nó hơi vết bụi bẩn đến em chưa thể làm lau chùi đâu, nhưng mà xe còn rất là đẹp các bác nhé. Tổng thể xe còn nguyên giá tầm 90% xe. Đây là một mẫu Touring cơ bản, thích hợp các dòng đi dòng xe tay ngang mà rất là bán chạy bên em. Và bây giờ xe có thông số là size M.
khi mà bác vào từ 1m6 đến trên 1m7. Logo biểu tượng của trên cái khung xe thì cái này là do người chủ cũ ta gắn lên. Logo nhôm, có hình chiếc ô tô. Và bây giờ em xin đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe, tổng thể hoạt động của xe. Vâng, lần này em có thông số là xe size chiều cao đứng của nó là size 49. Khi mà các bạn từ 1m65 đổ lên nữa nhá, 1m65 đổ lên đi vừa chiếc xe này. Và bây giờ em xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Lên lít rồi. Trang bị 8 tầng lít kem chính hãng của Shimano luôn bản trong xe. Xuống lít. Rất là trơn tru và mượt mà. Đây là một mẫu cô đinh cơ bản. Khi học đi vòng xe tay ngang mới đi. 3 tầng đĩa, xuống đĩa. Xuống đĩa. Lên đĩa. Dòng mẫu SCR 3003 được trang bị cái bộ rêm sườn rất là cao cấp. VMV Group của Shimano Cooley. Trang bị 8 tầng lít, 3 tầng đĩa, chạy bộ rêm sườn. Vâng, xe rất là mới, đánh giá tầm 90% xe. Vâng, em đánh giá tổng thể xong chiếc cô đinh gian tay ngang, chạy với bộ rêm sườn rất là cao cấp. Và xe đánh giá tầm mới, tầm trên 90% xe. Xe giá rất tốt bên em là 7.7 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có lòng quan tâm liên hệ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm cái xe nào. Nhấn đăng ký video kênh và hẹn các bác vào chương ngày mai.